Kính thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Huệ để phục vụ tổ chức Ngày hội Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 46 năm Ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2022. Bên cạnh đó là các hoạt động tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội. Theo đó, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức các sự kiện và các hoạt động kỷ niệm trên khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ, quận 1, Sở Giao thông Vận tải thông báo như sau. Cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1, trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Cụ thể, từ ngày 30 tháng 6 sẽ cấm xe từ 18 giờ đến 22 giờ, ngày 1 tháng 7 sẽ cấm xe từ 18 giờ đến 22 giờ, ngày 2 tháng 7 cấm xe từ 18 giờ đến 23 giờ. Lộ trình thay thế cụ thể như sau. Đối với hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, lộ trình 1, từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Đồng Khởi đến đường Tôn Đức Thắng. Lộ trình 2, từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đến đường Hàm Nghi, đến đường Tôn Đức Thắng. Đối với hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn, lộ trình tham khảo 1, đường Tôn Đức Thắng đến đường Hàm Nghi, đến đường Baxter, đến đường Lê Thánh Tôn 2. Lộ trình tham khảo 2, từ đường Tôn Đức Thắng đến công trường Mê Linh, đến đường Hai Bà Trưng, đến đường Lê Thánh Tôn. Đối với các phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm, đề nghị trực tiếp liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao để được hỗ trợ tạo điều kiện lưu thông. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.